trong tập 53 thương ngày nắng về phần 2, cả gia đình bà nga lại chìm trong đau buồn vì bệnh tinh của bà bắt đầu diễn biến xấu tối mùng 2 tháng 8 tập 53 thương ngày nắng về phần 2 đã lên sóng đầu tập 53 bà nga ngồi nhặt rau với vân ở phòng bếp tuy nhiên khi vân đang nói chuyện bà nga bất ngờ quay ra và hỏi cô gì ơi tôi bảo cô này dấu hiệu lạ của mẹ khiến vân dưỡng sơ và lo lắng sau đó bà tỉnh lại và nhớ ra mặt con đồng thời cố gắng trấn an để vân bớt sợ hãi trong khi đó, Duy và Trang đến thắp hương 49 ngày ông Long mất, Duy cảm ơn người yêu vì đã ở bên cạnh anh trong giai đoạn khó khăn, nếu từ bỏ anh vào lúc anh đau khổ nhất thì chắc chắn em sẽ hối hận, Trang giải bày. Khi Vân thông báo về tình hình của mẹ cho Trang, bà Nga đã đi ra ngoài một mình, bà gặp một đứa trẻ và nhận nhầm đó là con gái Vân lúc nhỏ, bà sinh ảo giác, dẫn đứa trẻ đi ăn nhưng cứ ngỡ đó là Vân, vì thế, bà bị người dân vu tội bắt cóc trẻ em và đưa lên cơ quan công an làm việc. Khi đón mẹ về, ba chị em Khánh mới phát hiện bệnh tình của bà thông qua cuốn nhật ký. Bà sợ không còn trông được Sam So, ôm yếu rồi trở thành gắng nặng cho các con. Khi đọc những dòng chữ bà Nga viết, ba chị em Khánh khóc nức nở vì thương mẹ. Bác sĩ vẫn khẳng định bệnh này không thể chữa khỏi, chỉ có thể sống lành mạnh, vui vẻ để không trở nặng. Vì vậy, ba chị em Khánh lấy lại tinh thần, đưa bà Nga đi mua quần áo mới. Nhưng lúc này, bà Nga lại mất trí nhớ, liên tục gọi con cô gì ơi, tôi đang ở đâu, cô là ai. Thấy mẹ đờ đẫn, quên cả con mình, trang không thể ngừng khóc. Vân làm một tấm thẻ để mẹ đeo, nhớ đi lạc thì có thể liên lạc về nhà. Bà buồn giàu vì lúc nhớ lúc quên, đi chợ phải đeo thẻ phòng lúc bệnh phát tác. Ông hàng xóm động viên, nói rằng bà nga có những đứa con ngoan, biết yêu thương chăm sóc mẹ. ở diễn biến khác, bé sâu, con của cậu vượng, bị sốt cao nhưng mơ không có kinh nghiệm chăm con, mơ nhờ bà nga trông con rồi chạy đi mua thuốc. thế nhưng bà nga lại phát tác bệnh, hỏi bé sâu, bạn tên là gì? sao bạn lại khóc? nhìn cháu khóc. Bà Nga nhớ lại ngày bé Du còn ngủ nên bế bé, bé sâu lên và hát Du. Khi tâm sự, Khánh nghẹn ngào nói với mẹ, con chỉ muốn lưu giữ tất cả khoảnh khắc của mẹ, khi mẹ mang con, nói chuyện với con, mẹ đừng quên chúng con vội nhé. Hôm sau, trong lúc ngồi trong hàng, bà Nga lại ảo giác và nhìn thấy các con lúc nhỏ, bà lao ra đường tìm con bất chấp xe cộ đông nghẹt, may thay, ngay lúc này Duy bắt gặp bà Nga và đưa vào về nhà, bà liên tục gọi Khánh và Hoa, tên cũ của Trang. Cậu Vượng phải nói dối rằng, đã đưa hai cháu đi học, bà Nga mới yên tâm. Cuối tập 53, Vân và Khánh hoảng sợ vì bà Nga mê man không tỉnh, mẹ cứ ngồi nghĩ mãi hôm qua mình đã làm gì nhưng không nhớ nổi. Giờ mẹ còn đang tỉnh táo, mẹ tranh thủ viết mấy dòng này, nhớ một buổi sáng nào đó, mẹ không tỉnh lại được, không nhớ được gì nữa, bà Nga viết trong cuốn nhật ký. Đón xem tập 54 thương ngày nắng về phần 2 phát sóng VTV3 lúc 21 giờ 40 phút ngày mùng 3 tháng 8.